Đây là cung điện Hải Vương. Do hôm nay sẽ có biểu diễn nghệ thuật của các nàng tiên cá cho nên người ta rất là đông. Bên đây là một cái hồ nước rất là lớn, cao đến hàng chục mét. Hôm nay sẽ có buổi biểu diễn của nàng tiên cá vào lúc 2 giờ chiều. Hồ nước rất là lớn. Chào mừng quý khách đã được tới cung điện Hải Vân. Kính thưa quý khách, chương trình biểu diễn nàng tiên cá sẽ diễn ra sau 11 giờ. Quý khách nào có ghế nhỏ, vui lòng ổn định chỗ ngồi trên ghế, tránh để các ghế di chuyển gần khu vực bằng kính phía trước. Tại khán đài biểu trưng của cung điện Hải Vân, kính mời quý khách di chuyển gần khu vực khán đài biểu trưng, nếu được vị trí và cùng đón xem chương trình. Ladies and gentlemen, welcome to the Central Podium. Our morning show is an intermediate letter from the Tentamur. We would like you to come here and enjoy yourself. Please find your attention to the very beginning of attacking the future. Love you. Goodbye. Thank you. Hai nàng tiên cá xuất hiện, một nàng tiên cá mặc áo đỏ và một nàng tiên cá mặc áo xanh. Ở bên đây thì mình thấy có một nàng tiên cá áo vàng. Thank you.
thể công điện hải dương có hai kiện thần lệnh vật đen thần phẩm làm việc chăm sóc cho những đại sư vật kinh mọi ngày. Thank you.